Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn tự ôn thi ACC của tự ôn thi.com Đây là video trong chuỗi bài giảng mới của môn FM của lý tài chính ừ, Trong video trước thì chúng ta đã tìm hiểu cái cách tính chi phí sử dụng vốn cho từng loại nguồn vốn vay vốn chủ sở hữu Nhưng vấn đề là một công ty thì thường sẽ không chỉ sử dụng một loại nguồn vốn để tài trợ cho dự án Thay vào đó thì sẽ sử dụng hỗn hợp các loại nguồn vốn Vậy Câu hỏi đặt ra ở đây là công ty sẽ sử dụng chi phí sử dụng vốn nào để mà đánh giá dự án đầu tư đây? Thì video ngày hôm nay chúng ta sẽ được trả lời câu hỏi này nhé. Loại chi phí sử dụng vốn đầu tiên có thể sử dụng để chiết khấu dòng tiền dự án khi đánh giá dự án đầu tư mà chúng ta đề cập ở đây đó là WACC, chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền. Lát nữa thì sẽ đi tìm hiểu chi tiết nhưng mình nói qua một chút là WACC nó sẽ được tính bằng cách lấy tổng của tỷ trọng từng nguồn vốn nhân với cả chi phí sử dụng vốn tương ứng của nguồn vốn đó. Như vậy thì WACC nó sẽ chỉ được sử dụng để chiết khấu dòng tiền đánh giá dự án đầu tư khi Thứ nhất, dự án không làm thay đổi cấu trúc vốn, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu hiện tại của công ty do đó không làm thay đổi rủi ro tài chính của công ty hay nói cách khác là dự án có cùng rủi ro tài chính với công ty Thứ hai, dự án có cùng rủi ro do kinh doanh, rủi ro do hoạt động với công ty. Thứ ba là dự án có quy mô nhỏ không đáng kể với công ty bởi vì nếu là các cái dự án lớn thì rất có khả năng sẽ ảnh hưởng trọng yếu đến các loại rủi ro của công ty. Thì tóm lại, đơn giản ở đây là khi mà rủi ro của dự án giống với rủi ro hiện tại của công ty thì mới có thể sử dụng WACC để chiết khấu dòng tiền đánh giá dự đầu tư. Còn nếu như dự án có rủi ro khác với công ty khi đó việc sử dụng WACC để chiết khấu dòng tiền của dự án sẽ không còn thích hợp nữa. Ở ờ, câu hỏi đặt ra ở đây là lý do tại sao lại nói như vậy? Thì cũng đơn giản thôi, bởi vì rủi uh, ro khác nhau thì cái tỷ suất lợi nhuận nhà đầu tư yêu cầu đối với dự án sẽ khác với cái tỷ suất lợi nhuận trung bình mà nhà đầu tư yêu cầu đối với công ty. Đúng không ạ? Thì điều này có nghĩa là cái việc sử dụng chi phí vốn trung bình hiện có của công ty hay là WACC làm tỷ suất chiết khấu cho dự án đầu tư sẽ là không phù hợp. Như vậy khi mà dự án đầu tư nó có cái rủi ro khác với của công ty thì khi đó chúng ta sẽ cần một cái chi phí sử dụng vốn riêng biệt cho dự án. Thì sau đây chúng ta hãy lần lượt đi tìm hiểu kỹ hơn về hai cái loại chi phí sử dụng vốn này. Phần đầu tiên đó là chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền WACC. Như đã nói thì là WACC nó là cái chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền của các loại nguồn vốn của công ty và cái cách xác định của wacc một cách tổng quát nhất thì nó sẽ bằng tổng của các cái tỷ trọng của từng nguồn vốn trong cơ cấu vốn nhân với cả chi phí sử dụng vốn tương ứng của nguồn vốn đó trong đó thì wi ở đây sẽ là tỷ trọng của nguồn vốn y có thể được xác định bằng giá trị ghi sổ hoặc giá trị thị trường còn ri ở đây sẽ là chi phí sử dụng vốn của cái nguồn vốn y này và chúng ta cần lưu ý rằng là khi mà có chi phí sử dụng vốn của công cụ nợ vay thì sẽ phải là chi phí sử dụng vốn sau thuế nha còn tất nhiên khi mà đề bài nói rằng uh, bỏ qua vấn đề thuế thì khi đó ta mới không cần xem xét đến bây giờ thì ta hãy đi xem cái công thức tính WACC cụ thể khi mà công ty có hai nguồn vốn là vốn chủ sở hữu thông thường như cổ phiếu phổ thông và nguồn vốn vay khi đó ta có là với nguồn vốn chủ sở hữu thì tỷ trọng của nó trong tổng nguồn vốn sẽ là VE chia cho VE cộng VD, với VE là giá trị nguồn vốn chủ sở hữu và VD là giá trị nguồn vốn vay. Chi phí sử dụng vốn tương ứng của nguồn vốn chủ sở hữu là KE. Còn với nguồn vốn vay, tỷ trọng của nó trong tổng nguồn vốn sẽ là VD chia cho VE cộng VD đúng không ạ? Còn chi phí sử dụng vốn sau thuế tương ứng của nó sẽ là KD nhân 1 trừ T. Thì như vậy, WACC sẽ bằng VE nhân KE chia VE cộng VD cộng với cả VD nhân KD nhân 1 chữ T mà chia cho VE cộng VD. Các bạn lưu ý rằng nếu như trong đề bài người ta đã cho cái chi phí sử dụng vốn vay sau thuế rồi thì khi lắp vào công thức tính WACC này ta không nhân thêm một chữ T nữa nha. Và VE và VD ở đây thì có thể xác định theo giá trị ghi sổ hoặc là giá trị thị trường tùy vào tình huống đề bài yêu cầu. Chúng ta hãy cùng đi xem tình huống sau. Dựa trên cơ sở giá trị thị trường thì công ty GFV được tài trợ bởi 70% vốn chủ sở hữu, 30% nợ vay. Công ty thì có chi phí sử dụng vốn vay sau thuế là 6%. Hệ số beta của vốn chủ sở hữu là 1.2. Lãi suất phi rủi ro là 4% và lợi nhuận bù rủi ro thị trường là 5%. Yêu cầu là tính WACC sau thuế của công ty làm cho đến một số thập phân thì đây là một cái tình huống rất là đơn giản vấn đề là ta phải uh, tính cái chi phí vốn chủ sở hữu thôi ở đây thì để bài cho thông tin về lãi um, suất phi rủi ro và lợi nhuận bù rủi ro thị trường nên ta hiểu là mình sẽ cần sử dụng cái mô hình CAPM để tính ra chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu hay là KE nha cái này thì vừa tìm hiểu ở video trước rồi thì hy vọng các bạn vẫn còn nhớ KE thì sẽ bằng RF cộng với cả beta và nhân với RM trừ RF bằng 4% cộng với cả 1.2 x 5% bằng 10%. Và hy vọng rằng không có bạn nào nhầm lẫn giữa cái lợi nhuận trung bình trên thị trường với cả lợi nhuận bù rủi ro thị trường. Tức là không nhầm lẫn giữa RM trừ RF với cả RM. Chứ nếu không thì chúng ta sẽ xác định sai cái công thức tính KE này. Ở đây thì tình huống đề bài cho sẵn cái tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu và tỷ trọng nguồn vốn vay lần lượt là 70% và 30% không cần tính. Ừ, lưu ý một chút là bẫy ở đây là đề bài đã cho cái chi phí sử dụng vốn vay sau thuế rồi nên là ta sẽ không cần phải nhân với một trừ T nữa nha. Bạn nào không hiểu bản chất chỗ này thì sẽ dễ bị sai này. Thì có hết thông tin rồi thì lắp công thức tính vào WACC là xong thôi thì cụ thể WACC sẽ bằng 70% là cơ cấu vốn chủ sở hữu nhân với chi phí sử dụng vốn tương ứng là 10%. Cộng với cả 30% là tỷ trọng vốn vay mà nhân với cả chi phí sử dụng vốn tương ứng là 6% thì sẽ ra được WACC bằng 8.8%. Rất là đơn giản đúng không ạ? Bây giờ ta hãy xem xét trường hợp khi mà có bổ sung thêm nguồn vốn từ cổ phiếu ưu đãi, tức là thành ba loại nguồn vốn. Thì như các bạn thấy trên màn hình là ta đơn giản bổ sung thêm cái phần tỷ trọng và chi phí sử dụng vốn của cổ phiếu ưu đãi là xong. Điểm lưu ý ở đây đó là như mình đã chia sẻ ở video trước thì cổ phiếu ưu đãi chúng ta xem xét ở môn quản lý tài chính này mặc định sẽ là loại cổ phiếu ưu đãi không hoàn lại, không có khả năng chuyển đổi. Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi sẽ không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và do vậy cái công thức tính chi phí sử dụng vốn của cổ phiếu ưu đãi sẽ là K sẽ bằng D chia P không bao gồm cổ tức ở đây ta sẽ không có cái phần nhân một chữ T đâu đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng đi xem một cái tình huống. Một công ty thì có các cái khoản mục vốn trên bảng cân đối kế toán như sau. Có cổ phiếu phổ thông này, có lợi nhuận giữ lại này, có cổ phần ưu đãi này, có chứng từ nhận nợ này, có vay ngân hàng này. Yêu cầu ở đây là hãy tính WACC sau thuế của công ty trên cơ sở giá trị thị trường. Ngoài ra thì có các um, thông tin bổ sung như sau. Cổ phiếu phổ thông thì mệnh giá 1 đô la và giá trị thị trường không bao gồm cổ tức là 6.1 đô. Cổ tức um, 0.9 đô trên một cổ phiếu thì vừa mới được trả xong. Cổ phiếu ưu đãi 6% có mệnh giá 0.75 và giá trị thị trường không bao gồm cổ tức là 0.64. Chứng từ nhận nợ 8% có mệnh giá 100 đô và giá trị thị trường là 1.3, 103.5. Lãi suất hàng năm thì vừa được thanh toán và chứng từ nhận nợ thì được hoàn trả trong 5 năm tới với thẳng dư 10% trên mệnh giá. Khoản vay ngân hàng thì làm khoản vay có lãi suất biến đổi. Lãi suất phi rủi ro là 3,5% một năm và thẳng dư lợi nhuận để bù đắp rủi ro là 6,8% trên một năm. Công ty thì có hệ số beta vốn chủ sở hữu là 1,25, thuế suất 20%. Thì với cái tình huống này, để mà tính ra được WACC thì ta sẽ cần phải biết tỷ trọng vốn theo giá trị thị trường và chi phí sử dụng vốn của từng loại nguồn vốn đúng không ạ? Ta sẽ đi tính cái chi phí sử dụng vốn cho từng loại nguồn vốn trước nhé. Thứ nhất, đơn giản nhất sẽ là chi phí sử dụng vốn đối với cổ phiếu phổ thông. Ở đây thì đề bài đã cho thông tin về lãi suất phi rủi ro và thặng dư bù đắp rủi ro trên thị trường nên ta hiểu rằng mình sẽ cần sử dụng mô hình CAPM để tính chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu. Các bạn lưu ý là ở đây người ta cũng cho thông tin về tỷ suất lợi nhuận thẳng dư để bù đắp rủi ro chứ không phải là tỷ suất lợi nhuận trung bình trên thị trường. Do vậy đừng nhầm lẫn giữa RM trừ RF và RM nhé. RF thì bằng 3,5%, beta thì bằng 1,25% và RM trừ RF bằng 6,8%. Thì như vậy ta tính ra được KE bằng 12% rất đơn giản. Tiếp theo là đối với cái phần cổ phiếu ưu đãi ở đây mặc dù đề bài không đề cập nhưng ta cũng mặc định giả định rằng đây là cái cổ phiếu ưu đãi không hoàn trả. Thì như vậy chi phí sử dụng vốn sẽ được xác định bằng cổ tức chia cho giá trị thị trường không bao gồm cổ tức đúng không ạ? Sẽ bằng 6% nhân 0.75 mà chia cho 0.64 bằng là 7.03%. Thứ ba đó là chứng từ nhận nợ 8%. Thì cái này tính toán sẽ hơi bị phức tạp bởi vì đây là cái nguồn vốn vay có hoàn trả đúng không ạ? Và như chúng ta đã học ở video trước thì ta sẽ phải áp dụng cái phương pháp tính IRR. Cụ thể là ta có thể lập bảng tính dòng tiền và IRR cho chứng từ nhận nợ hoặc là nếu mà làm đến cái phần câu hỏi bài tập ấy thì khi đó ta có thể dùng luôn cái chức năng tính như Excel cho nó nhanh. Ở đây thì uh, chứng từ nhận nợ của chúng ta có giá trị thị trường là 103.5 nên là dòng tiền vào tại năm 0 sẽ là 103.5 này. Sau đó thì um, chi phí lãi vay sau thuế hàng năm từ năm 1 đến 5 năm 5 sẽ bằng lãi suất 8% nhân với mệnh giá 100 và nhân với cả 1 trừ 20% bằng là 6.4. Tức là dòng tiền ra từ năm 1 đến 5 năm 5 sẽ là 6.4. Sau đó thì uh, cái chứng từ nhận nợ này được hoàn trả trong 5 năm tới với thẳng dư 10% trên mệnh giá. Nên dòng tiền ra năm năm sẽ có cả cái khoản thanh toán gốc là 110 đô nữa. Thì ta sẽ tính ra được NPV tại hai cái mức chiết khấu 10% và 5%. Lần lượt là 10.93 và trừ 10.45. Tại vì nó quá đơn giản rồi nên mình không giải thích lại cái phần tính toán hệ số chiết khấu nữa nhé. Thì sau khi tính được NPV ta sẽ áp dụng công thức tính IRR để mà tính chi phí sử dụng vốn cho cái chứng từ nhận nợ này. Cụ thể thì K ở đây sẽ bằng 5% cộng 10% trừ 5% nhân với cả trừ 10.45 mà chia cho trừ 10.45 và trừ đi 10.93 đúng không ạ? Bằng là 7.4%. Nhớ là đây đã là cái chi phí sử dụng vốn vay sau thuế rồi, bởi vì tại cái phần tính dòng tiền chi phí lãi vay ta đã tính ảnh hưởng của thuế. Do vậy khi mà tính WACC ta sẽ không cần nhân một trừ T vào nữa. Một nguồn thứ tư ở đây đó là vay ngân hàng với lãi suất biến đổi. Thì ở video trước mình quên không có nhắc vụ này, cái khoản vay có lãi suất biến đổi thì sẽ có chi phí sử dụng vốn là chi phí sử dụng vốn của khoản vay lãi suất cố định tương đương, tức là có cùng cùng kỳ hạn. Trong tình huống của chúng ta thì đề bài không cung cấp thông tin gì để mà xác định khoản vay tương đương nên là ta giả sử luôn rằng là cái khoản vay ngân hàng này sẽ tương đương với cái chứng từ nhận nợ kia, do đó thì có thể sử dụng cái chi phí sử dụng vốn của chứng từ nhận nợ đúng không ạ? Như vậy là 7.4% sau khi tính xong chi tiết chi phí sử dụng vốn cho từng loại nguồn vốn thì ta sẽ tiếp tục đi tính tỷ trọng của từng loại nguồn vốn trong cơ cấu vốn nhé. Lưu ý ở đây là đề bài yêu cầu tính WACC trên cơ sở giá trị thị trường nên ta sẽ phải tính tỷ trọng các nguồn vốn theo giá trị thị trường. Như các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, ta sẽ liệt kê từng loại nguồn vốn ra. Ở đây thì đề bài cho tổng giá trị ghi sổ của từng loại nguồn vốn này, sau đó cho giá trị danh nghĩa. Tức là mệnh giá của từng cái loại nguồn vốn này sau đó cho giá trị thị trường của từng loại nguồn vốn tất nhiên là giá đơn vị. Do vậy thì ta sẽ có thể tính ra tổng giá trị thị trường của từng loại nguồn vốn bằng cách là lấy tổng giá trị ghi sổ mà chia cho mệnh giá, sau đó nhân với cả giá trị thị trường trên một đơn vị. Ví dụ là với cổ phiếu phổ thông, ta sẽ lấy 15 triệu chia 1 mà nhân với 6.1 ra được tổng giá trị thị trường của cổ phiếu phổ thông sẽ là 91.5 triệu đô. Tương tự như vậy với các loại nguồn vốn còn lại với cái khoản vay ngân hàng thì giá trị ghi sổ nó sẽ bằng với giá trị thị trường luôn như vậy ta sẽ tính ra được có tổng giá trị thị trường của các loại nguồn vốn sẽ là 109.9 triệu đô và tính ra được cái tỷ trọng của từng loại nguồn vốn ví dụ với cổ phiếu phổ thông sẽ là 91.5 chia 109.9 bằng là 83.3% đúng không ạ tương tự như vậy với các loại nguồn vốn còn lại cuối cùng thì ta sẽ đi áp dụng cái công thức tính WACC là xong Cụ thể thì ta sẽ có WACC sẽ bằng tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu. Tức là cổ phiếu phổ thông ở đây là 83.3% nhân với cả chi phí sử dụng vốn tương ứng 12%. Cộng với cả tỷ trọng cổ phiếu ưu đãi là 4.7% nhân với chi phí sử dụng vốn tương ứng là 7.03%. Chứng từ nhận nợ có tỷ trọng là 7.5% nhân với chi phí sử dụng vốn tương ứng là 7.4%. Và ngân hàng tỷ trọng 4.5% nhân với cả chi phí sử dụng vốn tương ứng 7.4% thì ra được WACC sẽ là 11.21%. Thì đó là cái cách tính WACC nhé. Um, nhưng mà như mình đã nói ở đầu đó thì WACC nó chỉ sử dụng để chiết khấu dòng tiền dự án khi dự án có cùng rủi ro tài chính rủi ro hoạt động với công ty và khi khác rủi ro thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái chi phí sử dụng vốn riêng cho dự án thì bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần thứ hai của video ngày hôm nay đó là chi phí sử dụng vốn riêng cho dự án. Chi phí này thì còn được gọi là chi phí sử dụng vốn cận biên, viết tắt là MCC. Thì đây là cái chi phí sử dụng vốn bình quân của doanh nghiệp khi huy động thêm một đồng vốn mới. Ví dụ, doanh nghiệp có WACC là 10% khi mà huy động vốn trong khoảng 1 triệu đô bao gồm cả vốn chủ sở hữu và vốn vay nhé. Nhưng mà bây giờ khi huy động thêm một đô nữa thì WACC của doanh nghiệp bây giờ sẽ không còn là 10% nữa mà có thể thay đổi thành 10,5% hay là 11%. Lý do cho cái việc này có thể lý giải là khi mà tỷ lệ sử dụng nợ vay của công ty tăng lên thì rủi ro sẽ tăng lên. Do vậy, ở uh, chi phí sử dụng vốn cũng sẽ tăng lên để mà bù đắp cho cái rủi ro gia tăng đúng không ạ? Vậy cái câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để tính được cái MCC này, cái chi phí sử dụng vốn cận biên này? Thì cái căn cứ chính để xác định của chúng ta sẽ là dựa trên cái mô hình CAPM mà chúng ta đã học. Thì tại sao lại như vậy? Từ video trước chúng ta đã biết rằng là CPM nó là cái phương pháp tính toán chi phí sử dụng vốn hay là tỷ suất mà nhà đầu tư kỳ vọng với một khoản đầu tư vốn chủ sở hữu dựa trên cái việc đánh giá rủi ro của cái khoản đầu tư đó đúng không ạ? Tức là cái mô hình CPM này nó giúp tính toán cái chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu dựa trên việc đánh giá rủi ro như vậy thì ta có thể sử dụng CPM để tính toán cái chi phí sử dụng vốn cho một dự án cụ thể, giúp phản ánh cái rủi ro của dự án đó. Được chưa? Bởi vì cái dự án này bây giờ là nó không có cái rủi ro giống với rủi ro của công ty mà. Do vậy thì bây giờ ta phải tính riêng một cái chi phí sử dụng vốn và phản ánh được cái rủi ro riêng của dự án. Trước khi mà đi vào tính toán chi tiết thì ta hãy làm rõ cái cơ sở lý luận của cái cách tiếp cận này thì xuất phát từ cái công thức tính ke tức là cái chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu của cái mô hình cpm thì ta thấy rằng là ke nó sẽ được tính toán dựa trên cái đánh giá rủi ro hệ thống phản ánh qua cái hệ số beta của khoản đầu tư của công ty đúng không ạ bởi vì các công ty thì đều sẽ sử dụng cả vốn vay và vốn chủ sở hữu nên có thể nói rằng cái hệ số beta trong công thức này nó sẽ phản ánh cả rủi ro hoạt động và rủi ro tài chính của công ty rủi ro tài chính ở đây chính là cái việc sử dụng nợ vay trong cơ cấu vốn nhé thì chính vì vậy cái hệ số beta này nó còn được gọi là hệ số beta vay nợ tức là hệ số beta của các công ty có sử dụng nợ vay và để phân biệt thì bây giờ ta sẽ ký hiệu nó là beta e mình nhấn mạnh lại một lần nữa này beta e là hệ số beta của nguồn vốn chủ sở hữu trong các công ty có sử dụng vốn vay và ngược với beta e sẽ là beta a nó là hệ số beta của các công ty không vay nợ tức là các công ty chỉ sử dụng vốn chủ sở hữu Hệ số này uh, chính vì vậy còn được gọi là hệ số beta tài sản. Bởi vì không có vay nợ nên hệ số này sẽ không phản ánh rủi ro tài chính mà chỉ phản ánh rủi ro hoạt động, rủi ro kinh doanh của công ty. Và vì vậy thì ta thấy rằng rằng uh, beta E nó sẽ lớn hơn beta A. Lý do là bởi vì nó phản ánh hai loại rủi ro trong khi beta A chỉ có một loại rủi ro thôi do vậy um, hệ số beta nó phải lớn hơn để nó bù đắp cho cái rủi ro tăng thêm đúng không ạ? Bây giờ ta gọi beta D nó là hệ số beta của vốn vay. Vậy thì ta sẽ có công thức để thể hiện mối quan hệ giữa ba cái loại beta này như sau. Beta A thì bằng VE nhân beta E chia cho VE cộng VD nhân 1 trừ T cộng với cả VD nhân 1 trừ T nhân beta D mà chia cho VE cộng VD nhân 1 trừ T. Tuy nhiên thì ở trong phạm vi của môn quản lý tài chính, beta D nó sẽ luôn được giả định bằng 0. Do đó thì BTA nó sẽ chỉ còn là cái công thức đơn giản như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Công thức này thì cũng được cung cấp trong quá trình thi nên là chúng ta cũng không cần học thuộc đâu. Và dựa vào công thức này thì chúng ta sẽ có thể tính được cái hệ số beta e riêng cho cái dự án có rủi ro khác với dụ, à, rủi ro của công ty như sau. Nguyên lý chung ở đây thì là ta sẽ sử dụng hệ số beta a của một công ty tham chiếu để tính ra hệ số beta e cho công ty hiện tại. Sau đó dùng beta e của công ty này để tính ra cái chi phí sử dụng vốn theo công thức CAPM cho dự án, được chưa Cụ thể thì ta sẽ làm như sau. Bước 1, ta sẽ tính hệ số beta a khi không sử dụng nợ vay của công ty tham chiếu. Bằng cách là ta sẽ sử dụng công thức um, beta a bằng beta e nhân với cả ve chia cho ve cộng vd nhân 1 trừ t. Mục đích ở đây là tính ra được cái hệ số beta a mà sẽ phản ánh cái rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành đúng không ạ bước thứ hai sử dụng hệ số beta a của đối tượng tham chiếu để tính hệ số beta e riêng cho dự án ờ, về bản chất thì để mà biến đổi từ beta a sang beta e thì ta vẫn sử dụng cái công thức liên hệ giữa beta a và beta e thôi chẳng qua là biến đổi một chút ờ, beta e sẽ bằng beta a nhân với cả ve cộng vd như một chữ t mà chia cho ve nhưng ở đây để mà bao gồm cái rủi ro tài chính của dự án vào trong cái hệ số beta thì ta sẽ phải sử dụng cái cơ cấu vốn um, riêng của dự án tức là ve và vd của dự án đó ạ thì như vậy sau bước này ta sẽ có cái hệ số beta e này phản ánh được cả rủi ro do kinh doanh và rủi ro tài chính cho dự án có một cái điểm lưu ý ở đây nữa là trong đề thi ấy, thì thường đề bài sẽ không cho thông tin về cái cơ cấu vốn riêng của dự án có thể là để tránh phức tạp đấy. Do vậy thì khi này chúng ta sẽ giả định rằng cái cấu trúc vốn của dự án nó sẽ giống với cấu trúc vốn hiện tại của công ty. Và do vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái cấu trúc vốn hiện tại của công ty để mà tính ra cái hệ số beta e cho dự án. Bước thứ ba ta sẽ tính chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu riêng cho dự án bằng cách sử dụng cái mô hình CPM và cái hệ số beta e vừa tính được ở bước 2. Tức là KE đó nhưng mà đây là KE dành riêng cho dự án chứ không phải KE của công ty. Bước 4 thì ta sẽ sử dụng cái KE tính ở bước 3 này để tính ra cái chi phí sử dụng vốn bình quân riêng cho dự án theo công thức WACC. Tuy nhiên ở cái bước 4 này thì trong phạm vi môn um, quản lý tài chính chúng ta sẽ không xem xét đến. Do vậy uh, các bạn chỉ tập trung vào ba cái bước như trên màn hình thôi. Chúng ta hãy cùng đi xem xét tình huống trong đề thi mẫu của kỳ tháng 3 tháng 6 năm 2021 để hiểu rõ hơn. Một công ty Z thì có cái cơ cấu nguồn vốn như trên màn hình gồm vốn cổ phần phổ thông này, chứng từ nhận nợ này, chứng từ nhận nợ không hoàn lại và vay ngân hàng. Biết rằng là chứng từ nhận nợ không còn lại thì có giá trị thị trường là 65 đô và cả hai cái khoản vay này đều có bảo đảm. Hệ số beta vốn chủ sở hữu của công ty Z là 2.3, tức là beta e của công ty đúng không ạ? Để cải thiện hoạt động thì công ty Z đang xem xét được xây dựng một cái bất động sản thương mại như là khu phức hợp công nghiệp và văn phòng. Thì đây là cái hoạt động kinh doanh mới với Z và được kỳ vọng rằng cái rủi ro liên quan sẽ khác với cái rủi ro của các hoạt động hiện tại của công ty. Giám đốc tài chính đã đề xuất rằng là một cái tỷ lệ chiết khấu riêng cho dự án nên được sử dụng khi mà đánh giá dự án đầu tư này. Nhưng mà cái giám đốc thương mại thì không cho rằng đây là việc cần thiết. À, WCP là một cái công ty thực hiện các dự án xây dựng thương mại tương tự như dự án Z đang xem xét. WCP thì có cái hệ số beta vốn chủ sở hữu là 1.25 và WCP thì có 100 triệu cổ phiếu phổ thông có giá thị trường 2.6 mệnh giá là 1. Công ty cũng có 110 triệu chứng từ nhận nợ. Với giá trị thị trường là 96 và mệnh giá là 100. Hai công ty thì đều nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20%. Tỷ suất lợi nhuận phi rủi ro là 4%. Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng trên thị trường là 10% yêu cầu ở đây là hãy sử dụng mô hình cpm để tính chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu hiện tại của công ty và chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu riêng biệt cho dự án mới các bạn thấy là ở đây người ta cũng không yêu cầu đến chúng ta tính tỷ lệ um, chi phí sử dụng vốn bình quân ra quyền riêng cho dự án mới mà chỉ dừng ở cái bước thứ ba tức là tính chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu riêng cho dự án đúng không ạ có hai yêu cầu ta sẽ đi tính cái chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu của công ty trước cái này thì rất là đơn giản thì ta chỉ cần áp dụng công thức vào sẵn các cái thông tin cho để bài cho là ra đúng không ạ? Ở đây thì ta có tỷ suất lợi nhuận phi rủi ro là 4% tức là RF bằng 4%. Tỷ suất lợi nhuận trên thị trường 10% nghĩa là RM bằng 10%. Hệ số beta của công ty Z là 2.3, như vậy ta sẽ tính ra được KE của công ty Z là 17.8%. Yêu cầu tiếp theo ta sẽ đi tính KE riêng biệt của dự án mới. Ở đây thì đề bài cho thông tin về một công ty đang thực hiện dự án tương tự là WCP nên WCP sẽ là công ty tham chiếu nha. Bước 1 này, ta đi tính hệ số beta của công ty WCP. Thì ở đây ta sẽ áp dụng cái công thức thể hiện mối quan hệ giữa hệ số beta A và beta E, beta D đúng không ạ? Tất nhiên giả định beta D bằng 0 cho nên là sẽ chỉ còn lại là beta A và beta E thôi. Thì ta có là beta A bằng beta E nhân với cả VE chia cho VE cộng VD nhân 1 trừ T. Thì VE tức là giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu của công ty WCP ở đây là bằng 100 triệu nhân với cả 2.6 đô bằng là 260 triệu đô. VD bằng là 110 triệu đô mà nhân với cả giá trị thị trường của chứng từ nhận nợ là 96 đô mà chia cho mệnh giá là 100 đô thì ra được là 105.6 triệu đô. Như vậy lắp vào công thức ta sẽ có cái hệ số beta A của công ty tham chiếu WCP sẽ là bằng 1.25 nhân với cả 260 chia cho 260 cộng 105.6 nhân với cả 1 0.2 đúng không ạ? Bằng là 0.94. Bước thứ hai, ta sử dụng hệ số beta A của công ty tham chiếu WCP để tính ra hệ số beta E cho dự án. Cách làm thì ta vẫn sẽ áp dụng công thức là hệ số beta E thì bằng beta A nhân với cả VE cộng VD nhân 1 trừ T chia cho VE. Với VE và VD là cái cơ cấu vốn của dự án, Tuy nhiên phải lưu ý rằng trong tình huống này của chúng ta đề bài không cho thông tin về cái cơ cấu nợ vay trên vốn chủ sở hữu của dự án nên là ta sẽ giả định rằng nó có cùng cơ cấu vốn hiện tại với cả Z. Do vậy thì ta sẽ sử dụng cái cơ cấu vốn hiện tại của Z để tính cho dự án. Ừ, từ đề bài ta sẽ có tính ra được cái giá trị VE tức là theo giá trị thị trường của công ty Z sẽ là bằng 40 triệu đô chia cho mệnh giá 0.5. Sau đó nhân với giá thị trường là 1.05 bằng là 84 triệu đô. VD của chứng từ nhận nợ sẽ là bằng 250 triệu đô nhân với cả 65 chia cho 100 bằng là 162.5 triệu đô. Khoản vay ngân hàng thì sẽ có giá trị thị trường bằng các giá trị ghi sổ bằng là 20 triệu đô. Như vậy ta sẽ tính ra được tổng uh, giá trị thị trường của vốn vay ở đây sẽ là 162.5 cộng với cả 20 bằng là 182.5 triệu đô. Thì uh, ta lắp thông tin VEVD vào trong công thức tính beta E ta sẽ có beta E của công ty Z bằng 0.94 nhân với cả 84 cộng 182.5 nhân với cả 1 uh, trừ đi 20% sau tất cả chia cho 84 triệu đô thì sẽ bằng là 2.57. Thì như vậy beta E của công ty Z là 2.57 này. Thì dựa vào kết quả này ta sẽ lấy cái beta E này để ta tính ra cái KE cho dự án giá bằng cách sử dụng cái công thức tính của mô hình CPM thì ta sẽ có KE riêng biệt của dự án bằng tỷ suất lợi nhuận phi rủi ro 4% cộng với hệ số beta E vừa tính xong là 2.57 mà nhân với cả cái tỷ suất lợi nhuận trên thị trường là 10% trừ đi tỷ suất lợi nhuận phi rủi ro là 4% ra được là 19.42% thì từ kết quả tính toán này chúng ta có thể thấy rằng là cái KE riêng của dự án nó sẽ cao hơn cái KE hiện tại của công ty đúng không ạ? Của công ty có là 17.8% thôi. Thì cái điều này nó nghĩa là cái tỷ suất lợi nhuận mà nhà đầu tư họ kỳ vọng đối với dự án, họ yêu cầu đối với dự án sẽ cao hơn với công ty bởi vì là để bù đắp cho cái rủi ro tăng thêm của dự án. Do vậy nếu như sử dụng cái chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu KE hiện tại của công ty để mà đánh giá dự án mới thì sẽ là không phù hợp từ cái ví dụ này thì ta có thể thấy rằng cái việc tính toán nó cũng không phải là quá khó khăn tuy nhiên cái cách tính chi phí sử dụng vốn riêng cho dự án dựa vào cái mô hình cpm này nó cũng có một số cái vấn đề mà có thể kể đến hai cái điểm lớn nhất ở đây thứ nhất là cái khó khăn để tìm được công ty với cái đặc điểm phù hợp với cái dự án đang đánh giá để mà tính beta a đây có thể coi là cái vấn đề lớn nhất trong thực tế đúng không ạ còn cái vấn đề thứ hai liên quan đến cái giả định rằng là beta d bằng 0 tức là hệ số beta của vốn vay bằng 0 thì điều này nó có nghĩa rằng là các cái khoản vay hoàn toàn không có rủi ro mà điều này thì là không thực tế đúng không ạ trong khi chúng ta luôn biết rằng là vốn vay càng cao thì rủi ro còn lớn đúng không Thực ra cái giả định này là nó dựa trên cái thuyết M&M về cấu trúc vốn khi mà xem xét ảnh hưởng của thuế Các bạn có thể tham khảo thêm sách về cái thuyết này Nó cũng không phải là cái phần quá quan trọng nên mình sẽ không giải thích chi tiết thêm nữa thì như vậy là chúng ta đã tạm xong với chủ đề về chi phí sử dụng vốn nhé. Từ đầu của chuỗi bài giảng đến giờ thì chúng ta thường xoay quanh cái việc đánh giá dự án đầu tư rồi thì tính chi phí sử dụng vốn để lựa chọn nguồn vốn sử dụng. Thì tóm lại là đều liên quan đến các cái quyết định giải hạn. Thì trong video tiếp theo chúng ta hãy chuyển sang một cái chủ đề về ngắn hạn đi. Cụ thể là chủ đề về quản lý vốn hoạt động. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.